tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vừa qua, trước thông tin cho rằng bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai bị nhắm lừa đảo trên mạng chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Giang Hương không xác nhận bị lừa đảo số tiền nêu trên và cho biết sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Bà Hương nói, vụ việc được công an tỉnh đang làm lâu rồi, số tiền bị mất không biết được. Công an đang kiểm tra. Cũng liên quan đến vụ việc trên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng đang chờ báo cáo của công an tỉnh. Theo thông tin ban đầu, các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh điều tra vụ việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thông tin số tiền bị chiếm đoạt rất lớn với con số nhiều tỷ đồng. Theo đó, một số đối tượng yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch mở tài khoản để huy động người thân nộp tiền vào tài khoản. Sau đó nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn chiếm đoạt từ tài khoản của bà Hương, mỗi lần vài chục tỷ đồng, tổng cộng khoảng 100 tỷ đồng. Hiện bà Hương không cung cấp thông tin về vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Bà Nguyễn Thị Giang Hương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Liên quan đến vụ việc bị cáo uống thuốc trừ cỏ tự tử đã tử vong sau khi tòa tuyên án, tối ngày 22 tháng 3, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có thông tin với báo chí xung quanh vụ việc này. Theo đó, ông Hà Thanh Hùng, tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, bản án đã tuyên về nguyên tắc tòa phải ban hành. Đây là vấn đề chưa có tiền lệ vì bị cáo đã quyên sinh tử vong nên tòa đã báo cáo các cơ quan cấp trên. Nếu không cơ quan nào thay đổi bản án thì việc bị cáo mất phải đình chỉ thi hành án. Theo nguyên tắc, tòa án sơ thẩm sẽ ra quyết định đình chỉ vì lãnh đạo này thông tin với báo chí. Cũng theo vị lãnh đạo này, sự vụ nằm ngoài ý muốn của tòa. Trường hợp này, bị cáo không đồng ý thì có quyền yêu cầu lên tòa án cấp cao hơn, nhưng bị cáo lại không làm vậy. Được biết, sau khi xảy ra vụ việc trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã thông tin kết quả xét xử đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau khi nhận thông tin bị cáo Lê Minh Lĩnh, người uống thuốc quyên sinh sau khi kháng cáo bất thành. Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau cho rằng bị cáo lỉnh phạm tội với vai trò giúp sức. Trước đó, ngày 20 tháng 3, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm phạt lỉnh mức án 30 tháng tù giam. Sau đó, lỉnh cũng ra về như mọi người. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 10 giờ ngày 20 tháng 3, lỉnh gửi thư tuyệt mệnh và đoạn clip dài 2 phút 55 giây cho luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh trong clip lĩnh nói lời vĩnh biệt với người thân căn dặn mọi người cố lo cho ba đứa con của mình và gửi lời xin lỗi mẹ trong thư cũng như lời nói trong clip của mình lĩnh đều khẳng định bản thân bị oan ngay sau đó luật sư đã nhanh chóng thông báo cho gia đình biết ý định quyên sinh của lĩnh nhưng khi người thân biết được thì lĩnh đã uống thuốc diệt cỏ nên vội đưa đi cấp cứu trước đó tòa án nhân dân huyện cái nước đưa ra xét xử sơ thẩm đối với lĩnh cùng bốn bị cáo khác về tội cố ý gây thương tích sau đó, Lĩnh bị tuyên phạt 30 tháng tù giam và làm đơn kháng cáo kêu oan. Theo cáo trạng, 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2022, tại một quán cà phê ở ấp Nam Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Lĩnh cùng uống nước và trò chuyện với bốn người bạn khác là Trần Duy Phương, biệt danh Phương Mắc, Trần Duy Phương, biệt danh Caio, Đoàn Thế Nguyễn, Nguyễn Phát Lợi, do có ý định đánh bài phương mắc chạy đi mua bài ở tiệm tạp hóa và thấy hai người lạ là nguyễn vũ kha và nguyễn hoàng nam nhìn chằm chằm nên có lời lẽ thách thức đối phương sau đó kha và nam nói lại nhưng phương mắc không nghe rõ và cho rằng họ chửi mình nên đã chạy về quán cà phê lấy một dao tự chế rồi rủ bốn người bạn đi công chuyện khi thấy kha và nam vẫn ngồi trong quán phương mắc cầm dao chén liên tiếp vào kha làm kha bị thương ở cổ tay trái và bàn tay phải bị chém bất ngờ kha cầm ghế lên chống đỡ và đẩy phương mắc té xuống nền quán Lúc này bốn người bạn cũng xông vào quán để hỗ trợ Phương Mắc. Do Kha và Nam năn nỉ nên Phương Mắc và bốn người bạn trở về quán cà phê và giải tán. Thương tích của Kha được giám định là 25%, bao gồm các vết thương ở hai tay do Phương Mắc đã gây ra bằng dao tự chế, còn Nam bị thương nhẹ không giám định thương tích. Ở hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, 4 trên 5 bị cáo kêu oan trong đó có Lĩnh. Tại phiên tòa, Lĩnh nhiều lần khẳng định không hề tham gia đánh nhau, tuy nhiên, cả hai cấp tòa đều không chấp nhận lời kêu oan của Lĩnh tuyên lĩnh tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm và bị phạt 30 tháng tù giam. Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, trên phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin phản ánh về trường hợp sự cố y khoa dẫn đến tử vong của sản phụ NTTD tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10, người nhà bệnh nhân tố bệnh viện tác trách. Cụ thể theo phản ánh từ người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế của bệnh viện biết chị D nhóm máu hiếm ARH nhưng không kịp thời tư vấn hay cảnh báo gì từ bác sĩ và ca trực. Quá trình đỡ đẻ không có bác sĩ chuyên môn, bác sĩ phụ trách ca trực là trưởng khoa sản nhưng do là chủ nhật nên không có mặt, chỉ có y tá và điều dưỡng tiến hành đỡ đẻ. Khi đứa con của sản phụ chào đời thì sản phụ bị băng huyết sau sinh, lúc này đội ngũ y tá không thể giải quyết được mới gọi cho trưởng khoa. Khoảng 30 phút sau tái biến, bác sĩ trực có mặt nhưng cấp cứu không thành và báo cho gia đình biết bệnh viện không có máu dự trữ nhóm máu của sản phụ. Thậm chí khi người nhà bệnh nhân tập trung lại để đề nghị lấy máu để chuyên cấp cứu cho nạn nhân thì bác sĩ cho biết bệnh viện không có túi đựng máu. Sau đó chị Đê được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp rồi tử vong vào 3 giờ ngày 18 tháng 3. Còn theo báo cáo của bệnh viện, sản phụ nhập viện khi thai 39 tuần, ngồi xuôi, nhóm máu hiếm nhưng bệnh viện không có sẵn máu truyền trong kho. Đây là lần sinh con thứ ba của sản phụ, cả hai lần sinh trước đó đều sinh thuận lợi ở bệnh viện này. 10 giờ sau nhập viện, sản phụ sinh thường cháu gái nặng 3kg nhưng xuất hiện tình trạng băng huyết, đờ cổ tử cung. Các bác sĩ cấp cứu truyền dịch trong tình trạng bệnh nhân không cải thiện, mất 1,7 lít máu. Sản phụ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, cắt tử cung nhưng không qua khỏi. Về vụ việc này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ Y tế, vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em trước ngày 27 tháng 3. Đồng thời chỉ đạo bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 khẩn trương họp hội đồng chuyên môn, nếu bệnh viện không đủ điều kiện thì Sở Y tế thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ NTD, thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ đặc biệt xử lý nghiêm các tập thể cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn tinh thần thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sản phụ khoa sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình nghiêm túc thực hiện theo các hướng dẫn và quy định của bộ y tế nhằm giảm tử vong mẹ tử vong sơ sinh trong công văn Bộ Y tế cho gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cũng nêu rõ, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cần xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Mới đây, ông Lê Trọng Thuần, giám đốc kinh doanh tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạng một thành viên Sawaco đã cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ quận 3, nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 năm 2024 hơn 57 triệu đồng tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Trọng Thuận cho biết, địa chỉ cấp nước này thuộc quản lý của công ty cổ phần cấp nước gia đình và kỳ hóa đơn tiền nước tháng 1 năm 2024, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phi công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn. Đến kỳ tính hóa đơn tháng 2, nhân viên đã tiếp cận đồng hồ nước của hộ gia đình này và thấy khối lượng sử dụng nước tăng lên như trong hóa đơn. Nhân viên của công ty sau đó đã kiểm tra rà soát hệ thống đường ống dẫn nước, hệ thống nước trong ngôi nhà, kiểm định đồng hồ nước. Trong trường hợp này, công ty cổ phần cấp nước gia đình áp dụng phương án tính hóa đơn nước kỳ tháng 2 vẫn bằng trung bình các kỳ trước là khoảng 20 mét khối. Sau khi có kết quả kiểm định đồng hồ nước, chúng tôi sẽ thông tin tới khách hàng và đưa ra hướng xử lý tiếp theo để đảm bảo khách quan cho khách hàng, ông Lê Trọng Thuần cho biết thêm. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ 490 Lê Văn Sĩ, quận 3, tá hỏa khi nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 hơn 57 triệu đồng. Theo ông Huy, tháng 1, trước Tết, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phía công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn và tính toán lại sau. Tháng 2, khi nhận mức phí sử dụng nước trên, ông Huy quá bất ngờ với số tiền 57 triệu đồng tăng đột biến, tương đương 3.000 mét khối. Trước đó, trung bình mỗi tháng, gia đình ông sử dụng khoảng 20 mét khối nước so với số tiền hơn 200.000 đồng. Ngày 20 tháng 3, ông Huy đã làm việc với công ty cổ phần cấp nước gia đình về hóa đơn nước gia đình trong tháng 2, bởi ông nghi ngờ đồng hồ nước có vấn đề mới xảy ra chuyện hy hữu như trên.